Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với kênh chứng khoán Hệ Phạm Stocks. Đây là kênh tư vấn hỗ trợ đầu tư, đồng thời chia sẻ hoàn toàn miễn phí về nhịp đập thị trường chứng khoán, các kiến thức, các phương pháp đầu tư, kinh nghiệm đầu tư thực tế trên thị trường chứng khoán đã được em chắt lọc và giới thiệu. Qua đó hy vọng giúp anh chị xây dựng cho mình một phương pháp đầu tư đơn giản và hiệu quả. Rất mong anh chị like, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo và chia sẻ đến nhiều người hơn nữa nếu anh chị thấy hay và phù hợp với triết lý đầu tư của mình. Và anh chị lưu ý, nhận định chia sẻ là quan điểm cá nhân của em, không phải khuyến nghị đầu tư, vì vậy anh chị tự chịu trách nhiệm cho việc mua bán của mình. Nếu anh chị có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại tại phần mô tả của video với ID Z472, công ty chứng khoán VPS. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phân tích phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2022. Thì để nói về thị trường chung của ngày hôm nay, VN Index của ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy hôm nay là một ngày VN Index có sự tăng điểm với sự lan tỏa dòng tiền hầu hết của các ngành. Kết phiên thì VN Index tăng 15.89 điểm, tăng khoảng 1.06%. Và đóng góp vào sự tăng điểm của VN Index ngày hôm nay thì cái nhóm ngành đóng góp nhiều nhất là nhóm ngành ngân hàng, tiếp đến là nhóm ngành bất động sản đóng góp 3 điểm, nhóm ngành nước khí đốt đóng góp 2.6 điểm, nhóm ngành dịch vụ tài chính đóng góp 1.81 điểm và những nhóm ngành còn lại có trong số nhỏ hơn. Về các cổ phiếu riêng lẻ đóng góp vào điểm số tăng của chỉ số chung thị trường ngày hôm nay là các cổ phiếu chẳng hạn như GAS, Masan, BID, Vinhome, VPBank và một số cổ phiếu khác. Nhìn chung, những cổ phiếu đóng góp vào sự tăng điểm của chỉ số thị trường chung hôm nay nằm trong nhóm của VN30. Thì về đồ thị hiện tại của VN30. Đồ thị hiện tại của VN30 thì như trong buổi phân tích của ngày hôm qua thì em cũng có đề cập với anh chị là hiện tại VN30 có một cái gap được mở ra vào ngày 14 tháng 2 và trong thời gian sắp tới thì có nhiều khả năng sẽ được lấp lại, và trong phiên ngày hôm nay nó đã lấp lại. Anh chị có thể thấy nó đã hoàn toàn được lấp lại. Thì hiện tại trên cả đồ thị của VN Index và đồ thị của VN30 thì không còn một cái gap nào nữa. Tuy nhiên thì cái việc tăng điểm mạnh mẽ của cả VN Index và VN30 thì đến từ cuối phiên ATC. Thì đối với chỉ số VN Index thì em quan sát trong phiên trước phiên ATC thì VN Index chỉ giao dịch quanh vùng 1.500 điểm. Tuy nhiên vào cuối phiên ATC và phiên ATC thì VN Index bật tăng thêm 6 điểm và đóng giá ở vùng 1.507 điểm. Tuy nhiên việc kéo vào phiên ATC này rất có thể thị trường sẽ trả điểm vào phiên ngày mai, nên anh chị chú ý điều này, tránh hoang mang và giữ bình tĩnh. Rất có thể trong phiên ngày mai thị trường sẽ trả lại điểm được kéo vào phiên ATC ngày hôm nay. Về đánh giá tổng quan về thị trường chung hiện tại thì em vẫn đánh giá thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy đi ngang với cái biên giao dịch nhỏ, khối lượng nhỏ. Nếu không có phiên kéo của phiên ATC ngày hôm nay thì nến của VN Index cũng sẽ rất nhỏ ở vùng này, nhưng khi có sự kéo giá đến từ phiên ATC thì cây nến nó đã dài hơn, biên độ lớn hơn. Thì trong cái thị trường đi ngang kiểu này, anh chị có thể thấy, quan sát thấy ở những cái giai đoạn trước đó thì khi mà thị trường đi ngang thì các nhóm ngành về midcap và penny sẽ chạy, những nhóm ngành chỉ số có trọng số nhỏ sẽ chạy do nó không có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số chung. Và lời khuyên của em cho anh chị trong giai đoạn này là tìm những cái cổ phiếu có trọng số nhỏ, có cái mẫu hình tin cậy, nền giá siết chặt, có tín hiệu của dòng tiền để tham gia, để có mức sinh lợi tốt hơn, là anh chị nắm giữ những cổ phiếu ở nhóm có trọng số lớn trong nhóm VN30 trong giai đoạn đang tích lũy như hiện tại. Thì tiếp theo thì em sẽ đi vào để nhìn lại những mã cổ phiếu mà em đã khuyến nghị với anh chị liên tục trong các video gần đây.
Không biết thì hôm nay anh chị có tham gia được những cổ phiếu đó không? Những cổ phiếu này đã được em khuyến nghị liên tục trong những video gần đây, bởi vì nó có những yếu tố mà em thường chia sẻ với anh chị, đó là cái mẫu hình tin cậy, có nền giá chặt, nền giá dài rộng, có tín hiệu dòng tiền. Đó là những yếu tố để chúng ta chọn ra một cổ phiếu an toàn. Thì đầu tiên đó là cổ phiếu TCL. Anh chị có thể xem lại video của ngày hôm qua hoặc ngày hôm trước nữa. Tất cả các video em đều đề cập đến cổ phiếu TCL. Bởi vì nó đã có một cái nền giá hình thành, anh chị nhìn, hình thành từ tháng 8 năm ngoái đến thời điểm hiện tại, đến tháng 2, và nền giá của nó được khoảng 6 tháng. Và trước đó thì nó đã có một phiên xác nhận của dấu hiệu dòng tiền, và phiên hôm nay nó đã bật tăng khá tích cực, tăng khoảng 4,34%, 1,8 điểm. Đây là điểm mua của ngày hôm nay. Tiếp theo là cổ phiếu HAH. Cổ phiếu HAH thì trước đó em cũng chia sẻ với anh chị, nó đã hình thành cái mẫu hình gãy nền rũ trong VSA, và nó đã quay trở lại và tái tích lũy ở đỉnh. Anh chị có thể thấy hai phiên tái tích lũy ở trên vùng đỉnh, khối lượng rất nhỏ, rất tích cực, và phiên hôm nay thì đã có một phiên bùng nổ về cả khối lượng và giá và tăng rất mạnh. Thì đây là một cây anh chị, một phiên anh chị có thể tham gia rất tích cực, chị có thể thấy. Tiếp theo là cổ phiếu của MC. Cổ phiếu của MC sau khi hình thành mẫu hình hai đáy, anh chị có thể thấy đó, những cổ phiếu khi hình thành mẫu hình tin cậy, có dòng tiền và nền giá siết chặt thì chúng ta có thể tham gia. Đối với cổ phiếu MC sau khi hình thành mô hình hai đáy, anh chị có thể thấy mô hình hai đáy ở đây, với đáy sau thấp hơn đáy trước, với việc đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng cái khối lượng bán ra không lớn, không có sự bán tháo, thì chứng tỏ cái lượng cung là đã cạn kiệt, và sau đó cổ phiếu đã hồi phục kéo lên. Phiên trước đó thì đã có dấu hiệu dòng tiền, chị có thể thấy phiên này chúng ta đã có thể bắt đầu giải ngân tham gia một phần. Sau đó đến tiếp theo, đến cây đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể tiếp tục gia tăng vị thế ở cây đến này. Tuy nhiên thì MC vừa mới vượt đỉnh thì sẽ cần một quá trình tái tích lũy rung lắc ở trên đây để rũ bỏ, để hấp thụ lượng cung ở bên đỉnh đỉnh cũ, cũng như những nhà đầu tư mua tại vùng giá bên dưới chốt lời. Nên anh chị, đối với ba cổ phiếu TCL, HAH và MC, trong những phiên sắp tới nếu cổ phiếu tiếp tục tăng thì anh chị không tránh mua đuổi cổ phiếu, đợi cho cổ phiếu tái tích lũy trở lại, có những nhịp điều chỉnh về những vùng giá an toàn thì chúng ta tham gia. Đó là ba cổ phiếu mà em đã khuyến nghị rất nhiều trong những video gần đây. Nếu anh chị chú ý thì chúng ta đã có thể tham gia. Và cái điểm tham gia sẽ đưa ra cho chúng ta những cái mức lợi nhuận trên rủi ro là giảm ở mức tối thiểu nhất. Vì nó gần nền, anh chị có thể thấy cái nền giá của nó ngay ở gần đây. Nếu cổ phiếu có rơi về nền thì cái mức độ về giảm tỷ lệ về rủi ro của chúng ta cũng thấp hơn là việc chúng ta mua lơ, mua không có nền giá, rất rất dễ gặp áp lực về điều chỉnh. Sau đây em cũng xin đưa ra một số cổ phiếu khác, nếu anh chị chưa tìm ra cho mình một cổ phiếu nào để theo dõi, và anh chị nhớ nốt lại những cổ phiếu này để mình theo dõi cho những ngày tiếp theo, những phiên giao dịch tiếp theo. Nếu có dấu hiệu của dòng tiền thì anh chị có thể giải ngân. Cổ phiếu đầu tiên em muốn đề cập với anh chị đó là cổ phiếu VDS, cổ phiếu của công ty chứng khoán Rồng Việt. Cổ phiếu của công ty chứng khoán Rồng Việt thì hiện tại đã có một cái nền kéo dài từ thời điểm tháng 9 năm ngoái đến hiện tại, anh chị có thể nhìn thấy nền giá. Và trong những phiên gần đây, anh chị có thể thấy đã có những phiên có dấu hiệu dòng tiền quay trở lại và thu gom cổ phiếu nhiều hơn. Và hiện tại nó đang tiệm cận vùng đỉnh đây. Phiên trước đó vào ngày 10 có dấu hiệu dòng tiền rất tốt, sau đó cổ phiếu rũ lại và hồi lên theo hình vòng cung. Thì rất có thể trong những phiên sắp tới cổ phiếu này sẽ có nhịp bùng nổ
với khối lượng tăng mạnh thì khi đó anh chị có thể tham gia. Anh chị nên chú ý cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này có câu chuyện về việc tăng vốn cũng như trả cổ tức. Nên anh chị chú ý cổ phiếu này, cho vào list danh sách theo dõi. Tiếp theo cũng một cổ phiếu của ngành chứng khoán là cổ phiếu BSI. Thì cổ phiếu này kênh hơi dưới một chút, kênh hơi dưới, tuy nhiên nó có thể hình thành mẫu hình vai đầu vai, vai đầu vai. Thì chúng ta chờ đợi xem quá trình tích lũy tiếp tục ở bên đây nó sẽ xảy ra ra sao, chúng ta có thể tham gia. Rất có thể nó sẽ hình thành mô hình vai đầu vai. Đó là cổ phiếu của BSI. Tiếp theo là cổ phiếu của nhóm ngành thép, đó cổ phiếu NKG. Cổ NKG thì anh chị có thể bắt đầu theo dõi được, bắt đầu cho vào list theo dõi trong những phiên sắp tới nếu nó vận động quanh vùng này. Có một phiên bùng nổ với thanh khoản tốt thì anh chị có thể tham gia. Đấy là cổ phiếu của NKG. Tiếp theo cổ phiếu của ngành ngân hàng. Tuy nhiên cổ phiếu ngành ngân hàng hiện tại đang tích lũy nên anh chị cũng xem xét đối với cổ phiếu này, nhưng em thấy nó đang hình thành, đang có một cái nền khá đẹp. Anh chị có thể thấy cái nền của nó đang dao động trong biên độ khá là hẹp. Và khối lượng thì giao dịch cũng đang nhỏ. Đó là một điều tích cực. Đó cổ phiếu của VAB. Thì tuy nhiên sóng ngành banh hiện tại thì vẫn đang chưa chạy mạnh, nên đối với cổ phiếu ngành banh thì em khuyến nghị đến anh chị, nếu anh chị muốn tham gia và đầu tư vào những cổ phiếu của ngành banh thì nó thường đi chậm nhưng mà chắc, nó khi nó giảm thì cũng không giảm mạnh, thì anh chị có thể xem xét. Đối với những anh chị ngại rủi ro thì có thể xem xét đến những cổ phiếu như này. Đó là một số cổ phiếu mà em muốn khuyến nghị đến các anh chị trong giai đoạn sắp tới. Nếu các cổ phiếu tiềm năng này chạy thì nếu em nhìn thấy cái tiềm năng chạy giá của nó thì em trên video em sẽ báo đến các anh chị. Còn nếu anh chị muốn cập nhật trực tiếp vào điểm mua điểm bán trong phiên của những cổ phiếu này thì anh chị liên hệ với em theo số điện thoại ở dưới phần mô tả, để em sẽ add anh chị vào cái Zoom cộng đồng để chia sẻ hoàn toàn miễn phí về điểm mua điểm bán và hỗ trợ tất cả các thắc mắc của anh chị trong phiên giao dịch. Nó sẽ dễ dàng hơn là việc anh chị chỉ nghe ở trên video của em, nghe trên kênh của em. Anh chị có thể sẽ không hiểu rõ được cái phương pháp giao dịch của em, cái điểm mua điểm bán thể. Thì đó là một số cổ phiếu mà em đã vừa đi qua, những một số cổ phiếu mà em đã khuyến nghị với anh chị trước đó và những cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn sắp tới mà anh chị có thể theo dõi. Thì anh chị có thể list vào danh sách theo dõi của mình, quan sát kỹ, khi có tín hiệu thì anh chị tham gia. Đối với mỗi cổ phiếu thì trong mỗi chu kỳ nó chỉ có từ 1 đến 2 điểm mua mang lại cho chúng ta cái sự an toàn nhất, nên anh chị cố gắng để tham gia vào đúng điểm nhất có thể, thì khi đó chúng ta có thể tránh được những nhịp điều chỉnh, những rủi ro không đáng có trong việc mua đuổi cổ phiếu. Đó là những lưu ý của em dành cho các anh chị. Sau đây chúng ta sẽ đi xem qua về các nhóm ngành trong ngày hôm nay. Tiền nhóm ngành banh. Nhóm ngành banh thì hôm nay đều có giữ được sắc xanh, tăng điểm nhẹ với thanh khoản thấp. Thì hiện tại thì nhóm banh vẫn đang trong quá trình tái tích lũy trở lại, cần thời gian, chúng ta cần quan sát thêm một thời gian nữa. Hiện tại thì dòng banh theo quan điểm của em chưa thể tạo ra được đột biến, chưa thể tạo ra những nhịp tăng giá mạnh như thời gian trước đó. Chúng ta nên quan sát dòng banh. Về dòng chứng khoán, về dòng chứng khoán thì hôm nay có là một phiên điều chỉnh của dòng chứng khoán, và nhịp điều chỉnh này thì thanh khoản nhỏ, đây là một điều tích cực. Thì dòng chứng khoán như em nhận định trước đó thì nó sẽ cần một thời gian để đi ngang, đi dao động bên dưới cái vùng đáy này để hấp thụ, để tạo ra mô hình tái tích lũy và có thể có những nhịp bật tăng trở lại cái vùng đỉnh cũ như các giai đoạn trước đó và bước vào nhịp chạy mới. Và nhóm ở nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại có VAD
khá khỏe. Và cổ phiếu VDS mà em đã khuyến nghị anh chị trước đó, đó là về cổ phiếu ngành chứng khoán, thì hiện tại thì cũng chưa nên tham gia cổ phiếu ngành chứng khoán, bởi vì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi cổ phiếu dao động trong vùng này. Cái biên dao động sẽ không mang lại nhiều cái lợi nhuận cho chúng ta. Cổ phiếu ngành thép thì khá là tích cực, và trong giai đoạn này anh chị nên chú ý đến các cổ phiếu ngành thép, bởi vì nó đang được hưởng lợi rất nhiều từ việc rộng đầu tư công ở bên Trung Quốc. Và Quốc mở rộng thì yêu cầu cái sản lượng thép rất lớn, và các công ty về thép thì sẽ được hưởng lợi, ở Việt Nam sẽ được hưởng lợi, thì hầu hết đang vận động khá tích cực ở bên vùng, có thể là vùng vai phải của cái thép, thì anh chị nên chú ý đến những cổ thép trong thời gian sắp tới. Và đến cổ phiếu cùng dòng cảng hôm nay cũng là một phiên bùng nổ về cái sự tăng giá, như hai cổ phiếu mà em đã nói với anh chị là cổ phiếu HAH và cổ phiếu TCL. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác cũng khá tích cực, như cổ phiếu GMD, cảng Zimandep thì đang cố gắng để tăng giá để quay trở lại cái vùng đỉnh cũ để tích lũy, hay cổ phiếu của SGP, cảng Sài Gòn thì ở kênh dưới hơn. Đó là một số cổ phiếu ngành cảng mà vận động rất khá tích cực. Tuy nhiên ở trong mỗi mỗi nhóm ngành thì chúng ta chỉ nên chọn ra một cổ phiếu mà chúng ta thấy nó tiềm năng nhất, thấy có khả năng chạy tăng giá mạnh nhất để chúng ta tham gia. Trong mỗi ngành không nên chia tiền để tham gia vào hai cổ phiếu trong một ngày. Đó là cổ phiếu của cảng, và có thể sắp tới theo quan điểm của em nhìn nhận thì sẽ có sóng của ngành cảng biển, thì anh chị có thể chú ý đến đến những cổ phiếu của ngành cảng biển để tham gia vào những nhịp chỉnh sau này, hay những điểm mua mới. Về nhóm ngành dầu khí, thì sau hai cái phiên giảm trước đó thì hiện tại đã có những cái nhịp hồi phục, thì cổ phiếu vẫn đang vận động tốt, vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tuy nhiên để tham gia mới thì chúng ta cần xem cái quá trình mà những cổ phiếu của ngành dầu khí này vận động tại cái vùng đỉnh này sẽ ra sao. Hầu hết các cổ phiếu của ngành dầu khí thì đang tiệm cận vùng đỉnh hay đang ở vùng đỉnh, thì chúng ta cùng chờ đợi trong thời gian sắp tới xem những cổ phiếu của ngành dầu khí sẽ vận động ra sao. Nếu em để ý thấy cổ phiếu nào trong ngành dầu khí phát ra những tín hiệu có điểm mua tốt thì em sẽ truyền đạt nó lên trên video của em đến anh chị. Và cuối cùng thì chúng ta cùng đi qua nhìn để xem về cổ phiếu ngành bất động sản thì sao. Cổ phiếu ngành bất động sản thì hôm nay một số cổ phiếu có trọng số lớn thì có sự tăng giá, còn những cổ phiếu trọng số nhỏ hơn thì có sự giảm giá, sự điều chỉnh nhẹ. Nhìn chung thì các cổ phiếu bất động sản đã tìm được điểm cân bằng của mình, đã tìm được cái vùng đáy của mình, và hiện tại đang trong quá trình tái tích lũy trở lại để bước vào một chu kỳ tăng giá mới, thì anh chị có thể quan sát trong thời gian tới. Thông thường thì sóng cổ phiếu bất động sản sẽ chạy vào cuối năm, nên trong giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu bất động sản chủ yếu là trong quá trình tích lũy, mà chúng ta không nên tham gia vào cổ phiếu đang ở trong giai đoạn tích lũy, bởi vì nó sẽ cần mất rất nhiều thời gian của chúng ta chờ đợi và rất khó chịu, bởi vì cái giai đoạn tích lũy thì cổ phiếu lên xuống làm chúng ta mệt mỏi rất nhiều. Đó là cổ phiếu của ngành bất động sản. Thì vừa rồi em và anh chị đã cùng đi qua để nhìn lại phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2022. Tổng kết lại thì thị trường hiện tại đánh giá vẫn đang ở trong trạng thái tích lũy, chúng ta nên tìm những cổ phiếu có trọng số nhỏ trong giai đoạn này, có cái nền giá dài và có dấu hiệu dòng tiền tham gia và có triển vọng để tham gia trong giai đoạn thị trường đang sideways như hiện tại.
vẫn phải chú ý tỷ lệ giữa trọng giữa tiền và cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới. Thì cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để được cập nhật những thông tin tiếp theo của em. Nếu anh chị chưa rõ về phương pháp mua bán, chưa nắm được những điểm mua điểm bán thì liên hệ với em để em ép vào zoom tín hiệu. Khi có những tín hiệu mua bán cụ thể em sẽ nhắn lên để cho các anh chị tham gia hiệu quả hơn. Nếu anh chị đang cảm thấy mất phương hướng hay là chưa có phương pháp đầu tư hiệu quả thì liên hệ với em theo số điện thoại và các kênh mạng xã hội em đặt ở link bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi đi trên con đường đầu tư sắp tới. Và em xin chào các anh chị, chúc anh chị có phiên giao dịch cuối tuần thành công.